Thôi. Ê, đá mỏm nó nguy hiểm á, có để biển báo rồi đó. Ôi, trời ơi, tay nha. Tay nó mỏm lắm. Mình chưa chuẩn bị tâm lý cho pha đó nha. Đó. Chắc anh đang ngủ vui đâu đó. Ủa? Ủa chỉ là sang sâu thì nhau sâu thì phải thì đầu trên đó trên nó ra trên hố yên. Cái đó là bàn đạp cho anh đủ kèn đó. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Chris the Pokemon. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game rất là nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Đó chính là là một cái game mà chúng ta leo núi với một cái thằng chân chuồng. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi nè. Yo. Leo nha. Đây, bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho các em leo nha. Đó, đây là mình bơi nha. Rồi đã vậy. Ôi. Bơi nha. Đó giờ là em chỉ thấy là bơi nhái, bơi sải, bơi chó, bơi ngửa thôi chứ nè, bơi ngang mà lần đầu tiên thấy luôn á. Đó, cái này gọi là bơi nách em. Bơi ngoài nách này. Vậy là nách là phải hoạt động hết công suất luôn á. Nè, với lại ha, anh là chuyên gia leo núi mà nên bá trò này đơn giản nha anh. Vậy là bí quyết của anh gì mà anh chỉ bận đúng cái quần vậy thôi anh. Ôi làm gì ơi. Ơi. Cắn. Kinh trẻ con có trẻ con nha, không được nha. Không phải là con kiến ở trên vách núi nè. Nè, thấy kiến không? Thấy không? What? Ủa anh sao mất tay luôn. Không, gửi tay. Giống giống như anh bắt kiến anh vú nó vô trống vậy. Trời ơi, này đơn giản với anh rồi, thấy không? Hú hà chơi Việt Nam, Trời ơi, đơn giản quá vậy. Em còn gì khó không vậy. Em? Vậy mà cũng thắt anh nữa hả? Anh leo, bây giờ leo chéo tay luôn đi anh. Ngửa háng hay gì mà leo chéo tay. Không, bây giờ anh vừa nhắm mắt anh vừa leo ngay. Đó. Bây giờ anh đu cái này được 10 vòng đi, em cho anh 1 triệu. Còn vậy không? Đồ nét leo không? 10 vòng nha. Anh ơi em giỡn. Trời yếu. Thôi nói gì thôi chứ vậy vậy chắc. hồi xưa anh em có biết mấy phim siêu anh hùng không? Biết. Thì biết anh. Thích người nhện, người sắt đồ đúng không? Đúng rồi. Ở đây tôi có người thằng lằn. Ghê. Giống hiện á. Rồi lúc mà anh leo lên rồi cái quần anh nó tung lên anh thấy gì vậy đó? Thấy không ta? Không thấy đâu. Cái này ta tối ưu hết rồi. À anh lận vô trong rồi đúng không? Vậy tôi kẹp lại giữa hai cái đùi tôi rồi. Mấy cái đá này trơn bay ơi. Trơn anh ơi, tại chơi trên núi là có nước nữa mà nên nó trơn lắm. Vậy là anh phải đám vô mấy cái cành cây luôn á. Mấy cành cây mới được á. Cũng nghe nói là ở này cũng nhiều người lên tới đỉnh lắm rồi anh. Rồi à? Tầm ngàn cây số nữa thôi lên tới á. Nãy giờ anh leo được 50 mét rồi. Há nghị lực lắm luôn. Đây là game truyền động lực mà anh. Truyền động lực từ Trời. Có rác tay không anh? Mấy cái tay mà trượt dễ rác lắm. Rác lắm á. Ê anh ơi, cái trên cái thùng màu đỏ trên anh. Em thấy dính cái móng của tay của anh trên. Ôi trơn. Trơn hoàng. Ông thiệt kêu không trơn. Ủa dạ. Đó được, có chừng điện giật anh ơi. Ui ở trên có achievement ra được cái bình xăng kìa. Được lên đây là được xúc bình xăng á. Hèn gì thấy cố gắng quá. À có nghĩa là anh lấy cái vòi xăng này anh kéo dưới anh đổ vô bình xăng hồi nãy á. Mày đừng vô tao. Ôi. Trời ơi. Kém nữa là sụm nụ rồi. Hai cú này bình tĩnh nha anh, rớt là xu lắm nha. Đó giờ sao qua nè. Quan trọng là mình bình tĩnh em ơi. Mấy cái trò này là anh bình tĩnh lắm. Mỗi tay mày. bình tĩnh chứ mỗi tay chứ. Anh mỗi tay trái tay phải vậy hơn lên tay thôi. À bây giờ nó kêu là theo hướng mũi tên là mình thả xuống. À mình nhảy xuống lại anh.
game gì khó hơn không ta? Ba game gì nít vậy? Chúc mừng anh, anh đã có một phần thưởng đầu tiên, đó là một khúc xương chó. Để tôi ăn. Rồi, ui, đó mỏm nó nguy hiểm đó anh, có để biển báo rồi đó. Ôi, trượt tay không ổn lắm anh ơi, một tay là không ổn lắm. Mình chưa chuẩn bị tâm lý cho pha đó nha. Ủa? Chắc anh đang ngủ vui đâu đó. Sao anh vậy? Ơi, sao quá vậy? Bị bông gân tay hả anh? Anh ơi, làm gì vậy anh? Wo qi la chang chou ti nao chou ti fen ti no chen na chen na na chen ho yen. Cái đó là bài đạp với anh Đủ Ken đó à. Giờ mình bắt đầu quen nghiệp rồi đó. Rồi, ba game. Giờ mình giống như là luôn. Cái khúc này mà đi được là skip được luôn á. Này là anh mà đi được cái này là thế giới nãy lắm á. Mà chắc chắn là sẽ kiếm được, nhưng mà nó vô một cái tỷ lệ kiểu siêu ít luôn á. Phải khớp dữ lắm á, tại vì nó để đây nó không phải. Ôi. Ồ, mình skip tới hay mình skip ngược nha. Phải có cách gì đó lên được chỗ đó đó. Cách đó là dạng như skip qua được luôn á. Anh leo đừng để móng tay cạo đá được không, em nghe bị móng tay. Ôi. Mình thấy thằng nhân vật nó cũng mệt rồi anh. Hai thằng nhân vật, hai thằng nào cũng mệt luôn. Anh ơi. Đúng không? Thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi, lên được là ngon lắm á. Nhưng mà hình như là còn một cái chỏm trên rồi đúng không? Ừ. Khó quá. Hồi nãy mới kêu game dễ, giờ kêu khó. Mấy cái trò này là anh rành lắm. Quê vậy. Rồi, làm lại. Ngồi coi chơi hơi hiếu giật mình đó. Giật cái hoàng ớt đó. Mày nào sợ đồ cao. Cái này mà có chữ bản VR á. Ôi, chắc đi. Kéo hết cái bát chuột tao luôn á. Trời ơi. Mỏi tay mày ơi. Mình thấy mình chơi à, difficult about swimming được. Mà cái khúc đó mà mình rớt nữa đó, cái khúc đó nguy hiểm lắm nha. Ừ, cái cây đó mà gãy cái là không biết sao lên luôn á. Này anh tập sợ đơn thôi em ơi. Hèn gì. Ôi ơi. Phải là trái, phải là trái. Trái bám. Đó mình hơi vội không? Mình phải cho nó đung đưa hai ba cái đã. Không, đung đưa cái nó chuột ra luôn bạn à. Phải quyết đoán. Mới. Làm gì anh? Khởi động tay. À, mà khởi động mà mình vẫn chưa lên được chỗ này luôn anh. Có vẻ được kìa. Đi một vòng á. Trời. Không được. Chắc nó chỉ là cú lừa thôi chứ không bao giờ được đó. Trời dữ ta. Xui gì ta. Vậy chứ nãy giờ là làm quen game thôi, giờ mới vô thiệt nè. Quen cũng nửa tiếng hả? Bạn hơi lâu rồi. Nào, có khởi động là được. Dạ. Giờ một lèo về đích luôn nè. Chiêu leo thiệt á. Sợ giùm luôn á.
Đó. Cái cú nhảy này nè. Đây là cú nhảy quan trọng nè. Ôi. Trời ơi. Xuống xíu rít rồi, xuống xíu rít rồi, tay tay trái á, xuống nữa, ờ cái đó đó, cái đó đó, nghe nghe ghê được không, nghe ghê được không, để nghe ghê được không, ghê bên phải luôn. Đúng rồi đó, nghe đó đó. Nếu qua được. Và nó hất, đánh mông bên phải nhẹ cái xong nó hất hẳn luôn. Đúng rồi đó, vậy đó. Đó. Oh, ok, hiểu. Góp ịp. Tốt nghiệp. Hả đảo, yeah, cảm ơn các bạn. Giờ tới là tốt nghiệp cấp 3 nè. Y chang luôn, y chang hấp nhẹ cái là quá. Sợ. Tự nhiên mình cảm giác mình chưa đủ cái trớn á. Giống như kiểu là lần đầu tiên mình đi thang máy vậy. Đúng không? Lần đầu tiên đi thang máy là mẹ cứ kêu bước đi con, bước lên đi, sao đâu, mình nhìn sợ vậy. Chắc anh đã ngủ rồi đâu đó. Quơ lên, quơ xéo lên phải rồi, đúng rồi. Trời ơi, gần được. Cái móng tay mình nó dính chỏng rồi đó, dính như cái bóng đá rồi đó. Đi cái đoạn skip lẹ rồi. Chuyên nghiệp phải, như là biết lên luôn rồi đó. Yeah baby. Giữ chuột. Yeah baby, giữ chuột nha, mừng quá mừng nha. Chắc cất. Chết quá mẹ ơi. Rồi từ từ anh, bình tĩnh. Sao tao chưa mặn xài vậy? Ghê vậy. Được không? Rồi xong risk được ta. Bình tĩnh thôi, gì đâu.